Sau khi vẽ và chỉnh sửa chân mày, bước kế tiếp cũng không kém phần tỉ mỉ, đó là phần trang điểm cho đôi mắt. Trong phần hướng dẫn trang điểm đôi mắt kỳ này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn che một số khiếm khuyết trên mắt mà chúng ta thường gặp. Trước hết là mắt một mí. Để giữ được độ màu bám trên mắt, trước hết chúng ta thoa nhẹ một lớp kem mỏng vào mí mắt. Các bạn sử dụng màu hồng nhạt và dùng cọ bút đánh nhẹ vào 2/3 đầu mắt. Để tạo cho vùng mắt sâu hơn, các bạn dùng màu đất sét đánh nhẹ vào đôi mắt. Tiếp theo, chúng ta dùng màu nâu đậm đánh từ đôi mắt trở vào 1/3 để tạo cho đôi mắt to hơn. Cuối cùng, các bạn dùng màu kem bạc đánh lên 2/3 của xương chân mày, tạo sự tương phản giữa màu sáng và tối. Như vậy, đôi mắt trông càng đẹp và nổi bật hơn. Trong trường hợp đi chơi, các bạn có thể gắn thêm lông mi cho đôi mắt quyến rũ hơn. Đôi mắt nhìn sẽ sắc sảo hơn khi các bạn kéo thêm một đường eyeliner sát mí mắt.